thầy rất vui hướng dẫn các em vẽ một con vật mà em yêu thích. Rồi, thì các em nhấn tờ giấy trắng này và ta bố cục vẽ chú thỏ ở giữa cái tờ giấy này để các bạn đã chú ý này. Đầu tiên, ta phải vẽ một đường ngang này để ta phân biệt ra. Bao giờ cũng thế, trước khi vẽ các bạn vẽ đường ngang này để cho cân đối với tờ giấy, có thể là lên trên một chút nào để cho cân đối tờ giấy nha. Đây là vẽ cái đầu chú thỏ này, đầu tròn tương đối thôi, các bạn không cần phải chuẩn chỉnh đâu. Rồi tiếp tục ở đây các bạn chấm nhỏ như này, bạn kéo mờ xuống, ta vẽ cái thức cái mình của chú thỏ. Rồi cái mình chú thỏ vẽ ngang ra này, tốt. Tiếp tục ta vẽ một đường tròn nửa cong này nữa, đều vào. Đấy, ta vẽ cong đều vào. Đấy, vẽ cái tay của chú thỏ. Đấy nha. Rồi tiếp tục, và bây giờ ta vẽ các chi tiết. Đây là điểm giữa của hình tròn, vậy ta vẽ ở đây hai như này rồi. Đấy, tiếp tục chỗ này các bạn vẽ cong lên một chút này. Đấy, nhẹ. Cái này cái miệng của chú thỏ vẽ mỉa mở miệng chú cười ta tươi ra. Đấy, nha. Rồi ta vẽ xuống cái mắt này, cái mắt chú thỏ. Đấy, bên này ta vẽ cái mắt thứ hai. Rồi rồi, lát nữa ta vẽ ở phần này là ta vẽ này con ngươi của chú thỏ nhé. Rồi đấy này, bây giờ ta vẽ cái tai bên chú thỏ, có hai cái tai như hai kẹo hồng nào. Tai thứ nhất, tai thứ hai, không cần phải bằng nhau đâu nhưng mà vẽ tương đối thôi. Rồi tiếp tục tai thứ này ta đưa vào đây, ta có thể sửa, dùng tẩy để sửa sao cho nó đẹp hơn nha. Đây ta tẩy, tí nữa ta có thể tẩy ngoài đi, ra ngoài đi một chút đi nè, tẩy phải sạch không để nó bẩn giấy. Rồi sau đó cái tay này, cái chỗ này nào, đây là cái mình của chú thỏ, còn đây cái là cái tay của chú thỏ này các cô bạn này. Đấy rồi, và đây chú thỏ đang mặc váy nhá, một cái váy thật xinh thật đẹp. Ôi cái váy đẹp thế. Rồi váy nha, có những đường diềm rất là đẹp đúng không. Cho cái váy áo váy này thì chú mặc cái váy này thế, lại may một cái túi này, trong cái túi này lại có cả củ cà rốt đây này các bạn à. Tí nữa các bạn sẽ tô màu vào củ cà rốt này nha, chú thỏ rất thích ăn cà rốt đúng không. Đấy, đố các bạn biết chú thỏ ăn gì đấy. À thỏ ăn rau, và món khoái khẩu của chú là những củ cà rốt đúng rồi nha. Rồi thế bây giờ chúng ta vẽ chân chú thỏ vào đây, một chân hai chân. Thế các bạn có thích cho đi chú đi dép thì chú bạn cho vào đây. Đây nha, thầy đã cho chú thỏ đi dép nha, đi dép thật là đẹp vào. Đấy, cho chú thỏ đi dép nào. Rồi nha. Rồi thế là bây giờ ta được tay thứ nhất, chú thỏ ở đây. Rồi thế nếu các bạn muốn chú thỏ giơ tay thì các bạn vẽ thêm này vào, tay chú cầm ở đây đấy nha. Rồi và chú cầm cái gì, tay tay như này, chú cầm một cái lá, một bông hoa chẳng hạn, một này, một bông, hai bông hoa, hai là cái lá, có thể cái lá khoai đấy, và cũng có thể là một bông hoa. Các bạn vẽ sao cho bố cục thật đẹp, và ta vẽ cái không gian được cái mặt đất này. Đây là mặt đất đấy, bạn chú ý nha. Còn đây là thế đó, đầu tiên thì con vẽ được cái tay của chú thế thôi, nhưng đôi khi chúng ta vẽ cho sinh động lên để chúng ta vẽ cho nó khác đi nha. Và đây là những cây cỏ. Rồi các bạn ơi, bông hoa nha. Rồi các bạn vẽ bông hoa, một cánh, hai cánh, ba, bốn, năm cánh. Rồi bên này các bạn có thích vẽ lùm cây không? Lùm cây vẽ thật dễ thôi, nét cong các bạn vẽ đầy như này. Đấy, ta được cái lùm cây. Rồi đấy, ta vẽ cái thân cây vào, nhớ cho thầy giáo vẽ cây nha. Rồi rồi trên trời cao ta vẽ ông mặt trời. Ừ đúng rồi đấy, ông mặt trời này, vẽ cả chú chim nữa, chim nữa. Rồi vẽ chú chim
Các bạn nhớ nha, vẽ chúng ta là tiểu học nên chúng ta vẽ cần sao cho sinh động ngộ nghĩnh thôi. Nào khi vẽ xong các bạn nào có cũng có thể vẽ lại bằng bức dạ này. Bây giờ thầy vẽ lại cho các bạn quy trình nha. Đầu tiên vẽ cái mình nè, cái đầu trước, đầu trước thật tròn đấy, vẽ cái tai rồi, vẽ cái tai này, Lai Vô Thọ, tô đen vào, ta được cái mắt thứ nhất, tô đen vào là cái mắt thứ hai, tô căng vào đây đấy rồi, chuyện này đấy nha. Rồi vẽ cái tay của chú nào, rồi vẽ cái áo của chú nè, cong này lên chút nha các bạn nhé cho sinh động. Rồi tiếp tục lá cây, lá bông hoa, rồi đấy nha, bông hoa hay nè, ôi bông hoa các bạn ơi đẹp lắm. Rồi tiếp tục các bạn cái túi nè, túi cong lên cái này một chút, hai củ cà rốt rồi nha, lại cái váy sao cho sinh động hề, nhiều đường diềm vào, ui váy đẹp như một nàng công chúa đấy. Bạn thỏ đây là đầu tiên vẽ chú thỏ thì lại vẽ hoa là cô thỏ mất rồi phải không? Rồi rồi đấy nha, cái tay này để đằng sau đấy, sau đó ta vẽ chia không gian ra rồi vẽ ông mặt trời tỏa sáng lung linh xuống trần gian đúng không? Tiếp tục vẽ lùm cây, lùm cây xanh xanh đấy rồi nha, lùm cây các bạn chú ý vẽ lùm cây như vậy. Muốn vẽ lùm cây thì vẽ cái thân nè, từ thân chia ra cành nè, những cành nhỏ rồi nha, lùm cây vẽ cả cây hoa nữa, bụi cỏ, bụi cỏ. Thầy giáo tô màu vàng, màu vàng là màu dành cho chiếc áo chữ thỏ, váy tô màu vàng nha các bạn nhá, tô này, đường tô này, các bạn tô nhớ này, bo cái này lại này đấy, xong đưa một đường vòng đấy. Tiếp tục các bạn giữ giữ cho cái màu đó, giữ cho màu đó rồi làm sao cho kỹ, đi theo một chiều, ví dụ cái chiều của nó là hai cái chữ chéo này thì phải là ta tô theo đường chéo này này chứ ta không tô đường ngang đấy, ta tô màu, ta vẽ màu đấy thì vẽ theo cái đường chiều hình của nó, hình của nó thì nó sẽ rất là phù hợp. Cái màu váy này, cái viền váy này các bạn sử dụng cái màu tím vì vàng, một cái màu tím để đi với màu gạch non rất là phù hợp, sử dụng màu tím cho thầy giáo chú ý này, tô kỹ cái giày các bạn cũng thể làm bật nó lên bằng cái màu tím nhẹ này, màu tím màu xanh lam, màu xanh lam đi đi màu gạch non nên rất là phù hợp. Ông mặt trời bạn tô màu đỏ cho thầy giáo, chúng ta đang tô màu đỏ vậy ta có thể tô bông hoa này cùng một màu như vậy, và ta sử dụng màu xanh để nó làm nền của cho cái màu cỏ dưới thỏ trên bãi cỏ, để ta tô ngang đi, ta bo lại rồi đánh mạnh tay đi,
Nếu các bạn mà làm bài trong một tiết học ấy thì cái này các bạn làm cũng phải nhanh nhanh một chút. Còn khi đi thi vẽ thì các bạn phải phân bố thời gian sao cho phù hợp, bao nhiêu thời gian là vẽ hình, bao nhiêu thời gian để vẽ màu, bật lên lên cho các bạn phần án này. Rồi ta vẽ thêm lá của cây hoa. Rồi bạn vẽ cái lùm cây này, các bạn phải sử dụng màu xanh nào khác cũng được, sao cho phù hợp hơn. Sử dụng màu nâu để vẽ thân cây. Rồi chúng ta tô cục chim. Sau khi tô chim xong rồi, chúng ta vẽ phần bầu trời hay là phần không gian. Các bạn có thể sử dụng màu xanh da trời cũng được, hoặc các bạn sử dụng màu hồng nhẹ, cái nắng hồng thể hiện cái nắng hồng cũng được. Như thầy ở đây thì giờ sử dụng màu xanh da trời. Đầu tiên thì tô những cái góc của mình. Rồi thầy đã hoàn thành bức tranh rồi đấy.